sự phòng thủ phòng bị vững chắc bởi chính cái công đức lành của mình chính cái nội tâm mạnh mẽ của mình chính cái tinh thần kiên định một cái trí tuệ sáng suốt của mình để mà mình biết đâu là điều đúng đâu là điều sai để mà mình nên làm hay là không nên làm thì chính những cái điều đó mình phải tự rèn luyện những cái kỹ năng đó trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày mỗi ngày như thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác, từng chút từng chút như thế thì mình mới không sợ bất cứ điều gì. Mình không sợ bất cứ điều gì và mình cũng không muốn bất cứ điều gì. Đó là một cái sự trung đạo. Mình không nghiêng về bên này nhiều hoặc là bên kia nhiều mà mình luôn chọn một cái con đường trung đạo trung dung để mà mình đi